Thì hôm nay tôi làm cái vlog gọi là sống lại tuổi thơ. Mấy anh em tôi để cùng nhau kéo qua ông Duy chơi. Bây giờ để tôi qua gũi nhận được chú chó đối diện nhà tôi. Để qua ông Duy chơi này nè. Giờ này đi. Giờ này đi là đẹp rồi. Hồi nhỏ đi toàn giờ này không có chứ. Hồi xưa nhỏ hơn tôi chắc cũng phải hai cái đầu. Đánh nó riết vợ lớn được vậy. Đây anh em ơi. Oh hello there. Bây giờ anh em tôi sẽ rủ mấy thằng còn lại như Hậu Lén, Cu Lì này nọ. Đây. Đông đủ hết ta. Đi qua biên giới đấy. Dắt cho có tài. Qua biên giới. Đây. Ê, thằng Lì đây, còn biết đâu? Đi nó đây về hai quận. Ủa mày không đi nó hả Thắng? Không đi hai quận đó hả? Rồi đi, bây giờ là anh em tôi đủ rồi. Kéo qua ông Duyên quẩy thôi anh em ơi. Nice. Đi hai quận lâu vậy ông nội. Đi, anh em đủ rồi nè, qua ông Duyên chơi. Let's go, đeo khẩu trang vô. Caramel của chúng ta đi đi gà đến quay cho em. Anh cô chọc gái đi, gái kia có bồ đánh giờ đó. Lé bao nhiêu năm vô công viên thấy sao lé? 4 năm rồi chưa qua công viên. Mà nhỏ qua nhiều đúng không? Nhỏ là ngày nào cũng qua đó. Nhỏ qua nhiều nữa má đánh hả? Đâu đánh đâu, quỳ gói cho cái đồ riêng. Nhìn mày tao muốn đánh nữa, nói chi má mày. Thánh Nghĩa. Anh Sáng Nghĩa. Ngày xưa mình qua đây là chỉ có tìm thằng nào để mình hỏi là mình có phải quýnh em tao không. Rồi. Rồi đứng ra xin lỗi giùm nó hay gì? Tao rồi đó mà chưa biết xin lỗi, mà chỉ biết quýnh ta thôi. Hồi xưa mày giang hồ, hồi xưa thằng chuột này cũng giang hồ luôn. Anh em giang hồ hết. Anh em thấy không, nó ỉ quen tôi bắt đầu kiếm chuyện đánh lộn mà. Thôi bỏ lời, tao giờ lành tính lắm, chuyện cũ bỏ qua. Trời ơi. Chứ ở đây á là gọi là những cái miếng gạch này, miếng gạch trên là chỗ cho để anh em tôi gọi là nhảy phớp. Lên đền, nhảy bên, nhảy sau đền. Cái kiểu này không phải, cái kiểu này đâu đền, lại đền. Không có nhảy được, nhảy tao bỏ cho. Xưa sao, nhảy cái gì cái kiểu đâu. Đây, để tao nói cho anh em. Hồi đó tôi ốm, tôi còn làm được, giờ tôi học tôi làm hết được rồi. Tại cho anh em không biết, anh em nào cả chục năm trước anh em mà đã tới công viên thì cái điểm ngay đây nè, ngay chỗ tôi chỉ nè anh em, là căn nhà ma. Hình như là đầu tiên ở quận 3 luôn thì phải, nếu mà không nhầm là hình như là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á. Đó, đằng sau hồ ngôi nhà ma thì có gọi là cái hồ cá nè. Thời tôi nuôi chơi là bắt không cần phải đi mua cá, cứ ra đây gọi là vớt cá về nhà mà nuôi thôi. Cá gì cũng có, cá vàng, cá bảy màu, cá chuột kiến nữa. Mày đi kiếm cá hả Đình? Mày đem cái về cho mẹ à? Lé, tôi nước cho bơi lé. Một nước này. Tôi nói cho anh em nghe hồi đó đúng là ở đây là nghĩa địa đô thành. Thằng Lộc Liên nó sao lộn thế với con cậy nó cãi cho anh. Trời ơi, trước người ta qua đào sát tìm gọi là mộ thương ngọt ngọt. Đúng rồi, đó là ngày xưa là ở đây là nghĩa địa. Ờ, đúng là nghĩa địa. Không phải nghĩa địa, là nhà thương đúng không? Đi nghĩa địa đô thành luôn. Nghĩa địa luôn à. Ờ. Cái đằng sau công viên mình là cái hố chung tập thể đó. Đúng rồi. Nè, tao cho mày chỉ chỗ này là đền. Ngay chỗ con hu á, mày thấy không? Tao giờ tới giờ tao vẫn chưa dám tới gần. Cái chỗ con hu hồi trước là đào nguyên một sáng ở đó, tao đi qua tao coi mà. Được 2 sáng đàng hoàng. Được 2 sáng nữa là tao giờ để hang hu luôn á, tới giờ tao vẫn chưa dám tới gần nè. Thôi mày quay xuống này đây. Tao Đây đây là nhà truyền thống nè anh em thấy không? Ở đây là cái tên anh hùng liệt sĩ gì ở đây nè. Đó. Đành. Hồi trước tao đá cầu là đá kiểu vậy nè. Ghê vậy? Ừ. Ừ. Anh em thấy công viên tôi vui không? Ai vui. Vui vậy, vui rồi. Bữa nay anh em qua đây tôi dẫn anh em đi coi mấy trò vui lắm. Đi coi gái. Tối coi người ta đá lưỡi các kiểu. Xin đá ké được. Đá ké được luôn.
đá trứng cút luôn, số tiền không còn nữa. Giờ đó. Chuyên nghiệp quá ta. Khai thật đi, số đá còn ai, mày giấu ở đâu? Đó, cái thế nãy là tôi đá đó anh em. Hồi xưa chơi 50 là kiểu núp vậy không nào. Anh em thấy khó thấy rồi ha, tôi cũng không thấy nó núp ở đâu luôn á chứ. Hay đình. Đó, đình đúng không? À đúng đình rồi. Trời ơi nó núp ngoài đó không ai thấy luôn á. Hồi xưa là kiểu mấy anh em á sẽ chơi cái trò dạng là đùng bị anh em biết không? Rượt bắt là chạy vòng một vòng coi là nhà truyền thống giống vậy. Thì lúc trước còn nhỏ hay chui ra đây nè, đó chui ra mấy đành này nè anh em, núp y chang đình núp hồi nãy đó, là kiểu tụi nó cứ chạy liên tục đuối nhìn ra ngoài đâu nên là nó động thoái hết đó. Tôi là thằng có đi chèo hơi dữ nè. Hồi đó làm gì có mấy chỗ bán nước vậy anh em, toàn là đi ra ngoài đường gọi là đầu đường á mua trà đá thôi. Bây giờ họ gọi là buôn bán phía đằng sau công viên quá trời, ghế ngồi này nọ. À, hình như bây giờ ta thấy người ta giăng lưới là đủ cho câu kiểu qua bên kia đó không? Không, giống như là từ cái cầu đó đúng không, qua cầu này nè, xong xuống cầu này. Nó là một cái ô, giống như cá này là chỉ là một loại cá thôi. Mày muốn câu cá loại cá đó thì buộc mày sẽ vô cái hồ này mày câu. Cá chà bạc hả? Cá dễ không? Ừ. Đền, hồ đó chuyên về cá chà bạc hay gì ta giăng lưới vậy? 200.000 cá chà bạc, cá chà bạc có cây lá chà bồn nè. Đúng rồi, em hiểu ta. Hồi xưa học tới lớp mấy nghỉ rồi? Lớp 10. Học lớp 10 hả? Hồi xưa lần lé nữa nè mới đỉnh. Sao nè? Sao lại? Thì lớp 7 sách cần quan đây câu cá xong thi rớt luôn nè. Vậy lớp 7, lớp 6. Lớp 6. Lớp 7, tao nhớ lớp 7. Tao nhớ. Lớp 6. Thì cái nó gớt đầu là lên 5 nữa, lên lớp 7 nó nghỉ. Tao tính nhà em mới là thành công. Đâu giờ mày nói lại cái quá khứ mày sao lẽ? Cuối cùng là lớp mấy? Lớp 7 hả? Lớp 7 đi thi lại ra đây câu cá. Lớp 7 đi thi lại ra đây câu cá. Xong rồi bỏ thi luôn. Đâu, tao đi về, tao đang đi học về. Cái tự nhiên tao thấy ảnh giác chừng này. Mấy màu đồng sinh. Cái hổ tao nãy thầy à? Không, tao đi câu cá. Tao không đi đây đâu, tao biết tao rớt rồi. Lé ơi, mẹ mày hãnh diện vậy con lắm. Ôi mẹ ơi, tao nói thiệt, mày có đi thi mày cũng gớt à lé. Mày đi câu cái trai vậy. Mày thấy nó đi thi cũng gớt đúng không? Đúng. Mày đi câu cá đợt đó, câu giỏi xíu là đi câu thi rồi. Mẹ đâu, kim chính lên gớt lên câu hậu thì lên lớp không? Tao thấy cũng sàng lòng thi vậy vắng mặt. Ốc chó thiệt. Thì hồi nãy anh em có nghe trò chơi mà tụi tôi nói là đụng bị chạy một vòng quanh truyền thống đúng không? Tụi tôi sẽ chơi lại cái trò đó. Nice. Tôi nè. Tôi bị. Tôi sẽ là thằng bị dí tụi nó, tôi chấp tụi nó luôn anh em biết tôi mà. Nhưng thể thao mà anh em, tôi chấp tụi nó chạy trước đếm đến 3, đụng thằng nào lần nó bị tiếp tục trò chơi. Ok anh em cứ theo tôi nha. Chuẩn bị nha. Bây giờ tao bị trước luôn. Rồi, bị. Bỏ giống ra chơi giống hồi nhỏ luôn, bỏ giống ra. Đúng rồi, thôi nha. Rồi. Rồi, tụi mày muốn chạy đâu chạy? Dạ, đến cho anh luôn kìa. 1, 2, 3, bắt đầu. Anh đứng ở đây hồi nào vậy? Ủa?
mệt quá, bỏ môn này nha. Bin ơi, bỏ môn này nha Bin, già lắm rồi. Em xém mắt được rồi, bỏ vậy không thổi là xong rồi. Thắng ơi, Lé ơi, Lì ơi, Đền ơi. Quá mệt, quá mệt. Bỏ môn này nha. Ok. Dạ hậu dẫn mọi người, tới môn lanh thỏ đi hậu. Ơi, bỏ môn này nha. À, mệt quá. Già lắm rồi. Trời ơi, đá banh đó sao mà chạy vòng vòng này. Sao tụi tôi đá banh kiểu 2-3 tiếng đồng hồ được nha, mà sao tụi tôi chạy có xíu mệt quá. Kiểu giống như bị dồn đúng không? Đúng rồi. Chạy đẩy nhau nữa. Không có xưa chạy đẩy nhau. Bỏ môn này nha. Tại xưa nhỏ. Nên bỏ. À, nên bỏ. Đây, bỏ môn này nha. Nên bỏ. Đây, có hồ cá rồi, toàn là cứ cá không dễ mặn lì với lẽ dám bơi. Đó, giờ anh em mình đến phóng sự hai anh em này. Clear new. Lì, đúng rồi, câu chuyện là như thế này. Là cái thằng này nó quăng dép của mình xuống. Còn mình thấy cây mình quăng dép của nó lại xuống. Rồi hai thằng lội xuống lấy dép đi lên. Là cùng bơi luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ em dép nào nó lấy thôi. Đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa ở đây sợ Maya kéo chân nha anh em. Mày sợ mất dép mẹ đánh thật hả? Đúng rồi. Mà xưa ở đây là lội xuống bơi về một vòng là ngoài có ghẻ luôn á. Toàn cứ cá không. Fake. Tao mà chụp được quả dép đó là lớn chuyện tao. Tao cho mày bơi một lần nữa, trở về tuổi thơ. Không, nó quăng luôn á. Thôi, nào không hai bộ. Gì anh coi? Nào không hai bộ. Anh không cùi cứ tào lao nữa. À, hiểu hả? Thông ai cho nó ông nội. Đồ không hai bộ, đồi không hai bộ. Có cụ lị thông anh đó. Tôi nhảy đập đích các bạn nhé. Bây giờ anh em tôi sẽ gọi là bắt đầu rẽ hướng từ phía công viên chuyển qua phía gọi là công viên Hội Trắng. Hồi đó là công viên Hội Trắng là chưa có đâu, lúc tụi tôi qua là chỉ có là có một con cốc bự với lại phía bên hông là bán cây cảnh. Anh em nào mà từng đến công viên Lê Riêng tầm chục năm trước anh em sẽ biết đúng không. Bây giờ là hướng rẽ vô công viên Hội Trắng để tôi tranh thủ chơi chứ không tụi nó đẩy nữa. Trả lại tôi thơ phát. Xong có bộ môn vô đây hưởng kém máy lạnh mát bên đây mày phi đúng không phi mát bên mát chân tranh thủ đi người ta nhìn bắt đầu đuổi rồi đó. chuẩn bị Lé ơi, chị kia nãy nghe nói thu 20.000 tiền máy lạnh nè. Chị nào? Đó chị kia à. Mình vô đây chơi là phải đủ cảm ơn mình. Mày buổi thơ mày mà vô đây chơi ai cho mày chơi? À, anh em thấy trong Hội Trắng nó vui không? Tôi là tôi thấy trong Hội Trắng là vui nhất. Vui gì có ai? Vui có gái rồi. Gái nhiều à? Thôi vậy bà, mình chủ yếu mình vô đây mình trong chơi. Đầu mày vậy, tao nói trong đầu mày thôi chứ tao mày gái. Ở đây anh em mình chơi vui là chính. Oh no. Ở đây anh em tôi vô đây chơi vui vẻ là chính. Bye, have a great time. Đây là mấy hàng lớp da đầu mà như con cặp ta suốt ngày cứ ăn kem. Ủa, lớn không được ăn kem mày. Tao cho tụi mày bú kem hết bây giờ. Tao được kem mày bú không? Bố anh bánh kem như là hóa u cức. Ngay chỗ đó là chỗ. Anh em thấy ngọn giờ. Quay tụi nó chưa biết nữa. Mời tụi nó quay. Sống lại tuổi thơ. Tốn 80.000 tám cây kem. Mà kem hồi trước tụi tôi ăn nha. Có 3.000 một cây. Bây giờ quất cái mương ngang cây giả mang thì thời gian không gì thay đổi đó, chỉ có tiền thay đổi. Hồi xưa làm gì có thuốc mà ngồi mời nhau một đứa như vậy. Gà kem gà nấu quá mày ăn được hết cho em tao gà thôi. Thôi không ăn đâu hết tuần nữa là 8 người vậy á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trả dòng lại cho mày bán kết 2, 4, 6 người nghe nhất hết đúng không? Còn bây giờ đi mua thẻ rồi, bây giờ tiền nó đi mua thẻ. Ai mua thẻ? Mua thẻ. Ai mua thẻ? Tôi hả? Bỏ 20.000 mua thẻ, ăn 60.000. Bỏ anh em ơi, làm không được nhiều á, vừa tốn tiền mua kem, tốn tiền mua thẻ, không biết tốn tiền gì nữa, khổ quá. À. Đến không? Hả? Người chiến thắng. Vậy là có người thắng rồi anh em. Anh em mình đi về đi. Anh em mình sẽ tụi xì coi là ai đi trước đúng không? Đi trước cứ cạch cạch. Hai thắng hai thua là sẽ đấu nhau. Một, hai, ba. À, anh em mình nói đâu với ai vậy? Anh Bi với ai? Với lại anh Quế. Lo được. Hai cứ nhà.
37 trái đó. Nhiều lắm rồi.
hai mươi mấy năm để coi nào cải thiện được sức khỏe. Chắc là tôi không thể tin nổi, không thể tin nổi. Đúng, chịu khó quá. Ok anh em, thôi vlog cũng kết thúc tại đây nha anh em. Tại vì cũng tới giờ gọi là anh em về nghỉ ngơi rồi. Rất là vui khi mà mấy năm rồi anh em tụi tôi mới gọi là có dịp mà gọi là gặp lại nhau ở đây. May mắn là do một thằng bạn tổ chức đám cưới nên anh em có một ngày nghỉ để mà cùng nhau qua công viên sống lại tuổi thơ. Thì sẵn tiện đây thì năm mới tới, chúc tất cả anh em ủng hộ FVTC và cá nhân tôi có một năm 2022 thật là may mắn và luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở vlog lần sau nha. Bye bye.